xin chào mọi người. Mình xin giới thiệu cho các bạn là bên mình nó có một cái máy hấp chó đèn nha các bạn. Thì nhiều khách hàng ở xa họ tới họ cũng đưa bên mình hấp. Thì những cái chó đèn mà bị bể này, mình cậy nó rất là khó. Thì bên mình sẽ có một cái máy chuyên dụng để hấp rất là nhanh, trong vòng khoảng 50 phút là xong. Đó, một cái chó của Viro mới. Thì chó Viro mới thì giá tiền nó tầm khoảng là 800 nha các bạn. Những cái xe bị tai nạn bể hết phần chó đèn. Mở ra. Thì tầm khoảng mình sẽ hấp quy quay, mình sẽ quay lại quá trình cho các bạn xem. Cái đây thì nhẹ xíu nhưng mà đắt. Đó, một cái mặt chó đèn mới. À. Rồi, các bạn chờ một xíu nha, mình sẽ quay lại tiếp. Đây là cái máy hấp chó đèn của bên mình. Máy này tầm mười mấy triệu nha các bạn. Đây, bày nút chỉnh luôn. Cái nút đây là chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ nó sẽ tự tăng dần. Các bạn thấy không? Cái phần đây phần nhiệt độ này. Cái đây là mát này. Ví dụ như mát mình muốn cho là 150 hay 130 đó thì mình chỉnh. Còn cái đây là nhiệt độ, nó sẽ tăng dần. Rồi, em mở cái mặt ra cái chó đi. Đó. Đây. Rồi bỏ cái chó đèn luôn. Thì khuyến cáo nha các bạn, chó đèn các bạn phải bỏ phía giữa đó, để vị trí như vậy, đừng có bỏ thấp quá, cũng đừng có bỏ cao quá thì cái độ nóng nó lâu đó. Thì mình phải chờ trong vòng khoảng 10 phút thì mình sẽ lấy ra. Rồi mở ra đèn. Đây, mình sẽ đem ra ngoài mình cậy nha. Nè, để xe vào đây trước. Ở đây rất là dễ nha anh em. Đây. Nếu mà những cái chó đèn mà thiếu keo thì mình cũng có sẵn keo để bù vô thêm dây thắt nha các bạn. Thêm keo vô. Gỡ rất là nhanh. Mình đậy kia lại luôn. Bây giờ là mình lắp cái mặt kính vào trong cái chó đèn. Lắp đi. Mình lắp xong mình hấp trong vòng khoảng tầm 5 phút nha các bạn. 5 phút là nó sẽ hít vào. Anh em thấy video hay nhớ đăng ký kênh giúp shop. Rồi, em đi hấp đi.